Sự kiên cường đã giúp Italy vượt ải Tây Ban Nha để tiến vào chung kết Euro 2020 sau 9 năm chờ đợi. Gianluigi Donnarumma có chiều cao ấn tượng, lợi thế này giúp anh nhìn năng động dù diện trang phục đơn giản. Trong trận đấu gặp Tây Ban Nha, Gianluigi Donnarumma trở thành người hùng của Italy sau loạt penalty cân não. Bên cạnh khả năng phản xạ, thủ môn tuyển Italy thu hút sự quan tâm của khán giả với chiều cao 1,96m. Gianluigi Donnarumma sinh ra ở Castellam Barezzatabia, Italy. Khác xa so với ánh hào quang trên sân cỏ, đời thường thủ môn tuyển Italy có gu ăn mặc giản dị. Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải trên mạng xã hội, anh không phải tín đồ của hàng hiệu. Theo đuổi hình tượng nam tính, Donnarumma yêu thích trang phục tối màu. Anh hay phối đồ với các item cơ bản như áo polo, quần kaki hoặc áo khoác blazer. Trong khi đó, mẫu phụ kiện thường xuyên đồng hành của cầu thủ 22 tuổi là sneaker. Không giống như gu chọn giày màu sắc của các cầu thủ khác, Donnarumma trung thành với gam trắng đen cơ bản. Thường ngày, Donnarumma chuộng phối áo phông cùng quần ống suông. Các mẫu áo có form dáng oversize, vóc dáng cao gần 2m của cầu thủ 22 tuổi đôi khi gây bất lợi trong việc chọn trang phục. Nhiều mẫu quần nhìn quá ngắn so với thủ môn tuyển Italy. Trong những sự kiện quan trọng, Donnarumma thể hiện khía cạnh lịch lãm khi diện siêu. Bộ siêu của anh thường có tông xanh với phụ kiện là nơ bướm và giày lười. Để có được bộ đồ lịch sự nhưng vẫn năng động, Donnarumma sẽ phối áo phông với blazer và quần cùng tông. Tuy nhiên, so với các đồng nghiệp, gu ăn mặc của thủ môn tuyển Italy không quá sành điệu. Anh hướng đến phong cách năng động, đơn giản khi phối đồ. Bên cạnh trang phục, một yếu tố khác giúp Donnarumma thêm quyến rũ là bộ râu và tóc. Anh trung thành với kiểu tóc trẻ ngôi và bộ râu quai nón được tạo hình cẩn thận. Tuy nhiên, đây cũng là chi tiết khiến gương mặt của Donnarumma có phần già hơn so với tuổi 22.